Hello, Dumbbell gái xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài mồi ngũ cốc, chiên câu cá trôi, cá chép, cá chấm và rô phi nha các bạn. Mình đã làm và câu lên rất là nhiều cá từ cái bài mồi này. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rõ ràng chi tiết về cái bài mồi này của mình. Và các bạn xem video, nếu thấy video này của mình hay, các bạn đừng quên like, chia sẻ và đăng ký để giúp kênh của mình càng ngày càng phát triển nha các bạn. Rồi, bây giờ xin mời tất cả các anh em và các bạn cùng đón xem mình làm mồi câu cá nha. Thành phần gồm có như sau nha các bạn. Đây là gạo nếp. Các bạn chuẩn bị cho mình nửa ký gạo nếp nha các bạn. Gạo nếp rang vàng lên là ok. Thành phần thứ hai, đây chính là đậu phộng tươi chưa có rang nha các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình một lạng đậu phộng tươi nha. Thành phần thứ ba đó chính là mè. Các bạn chuẩn bị cho mình hai lạng mè rang thơm khét nha các bạn. Đó, rang chở màu nâu đen như vậy là ok. Cái thành phần thứ ba đây chính là đậu phộng rang rang cháy. Các bạn chuẩn bị cho mình nửa ký đậu phộng rang cháy nha các bạn. Đó, rang hoặc cháy đen như vậy là ok. Cái thành phần thứ năm đây chính là đậu xanh. Đậu xanh có vỏ và nguyên cả hạt. Các bạn chuẩn bị cho mình nửa ký đậu xanh rang nha các bạn. Rang thơm khét. Đó, rang như vậy là ok. Cái thành phần cuối cùng đây chính là bắp. Bắp bể tư nha các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình nửa ký bắp bể tư nha. Đó. Xong rồi, đây là tất cả là có 6 cái thành phần và có hai cái thành phần giống nhau, đó chính là đậu phộng rang cháy và đậu phộng tươi. Đó. Đã có gạo nếp, đậu phộng, mè, đậu xanh, bắp bể. Đó. Thì đây tất cả là có 5 cái thành phần. Đúng là 6 5 phần, nhưng mà có hai phần này giống nhau, mình không tính. Tính một lại thôi. Đây là có 5 cái thành phần để làm mồi ngũ cốc. Chiên câu cá trôi, chép, chấm và rô phi. Đó. Sau khi các bạn đã rang tất cả những cái thành phần này rồi, các bạn trộn đều lên và các bạn để khoảng ở chừng nửa tiếng sau. Rồi các bạn hãy đem các bạn xay nhuyễn nó ra. Sau khi các bạn đã đem khi các bạn đã xay nhuyễn nó ra xong rồi, các bạn để cho mình 2 ngày cho nó ráo hết nước, khô hẳn hết nước. Xong rồi các bạn hãy đem đi câu. Và khi ra ngoài điểm câu, các bạn chọn với một lạng cám chim, một lạng cám gà con, một cái lòng đỏ của trứng vịt và ba cái bánh xôi lai vị dâu, một ít bơ tường an, có thể thêm chuối hương nha các bạn và sữa chua vô trong cái bài mồi để cho tạo mồi của ta ra cái mùi đặc biệt. Và các bạn muốn câu cá trôi nhiều thì các bạn hãy ủ chua cái mồi lên. Xong rồi các bạn hãy đem đi câu. Và các bạn muốn câu cá trôi cụ nhiều, các bạn ủ cho mình 2 kg khoai lang ủ chua. Đó, khi ra ngoài đóng câu cứ các bạn cũng trộn tương tự, trộn với lại cám chim. Và cho cái mồi ngũ cốc này của ta, 5 phần này chúng ta vô. Rồi các bạn cho mồi khoai lang ủ chua vô. Đó, xong rồi các bạn câu. Đó. Tại vì mình đã câu cái bài mồi này nó rất là nhiều lần rồi. Thậm chí là mình câu bài mồi này là vài trăm lần rồi, cả ngàn lần rồi. Mình thấy nó rất là hiệu quả. Nếu các bạn câu tươi, trộn câu liền, các bạn thấy nó kém hiệu quả, cá nó không chịu ăn mồi, thì tốt nhất các bạn hãy ủ mồi nó chua lên, hoặc các bạn kết hợp thêm là cám chim, kết hợp với lại khoai lang ủ chua, hoặc hoặc là ngô mầm với lại thóc mầm vô, ủ ủ chua kết hợp thêm này vô cắm chim và cắm gà, trứng
đó, để các bạn săn các những loài con cá mà nó nhát ăn và những con cá nó kén mồi đó. Và những gì mình biết mình đều muốn chia sẻ lại cho các bạn, để cho các bạn có được cái bài mồi hiệu quả cao, để chúng ta câu những các loại cá mà các bạn yêu thích, mong muốn và đạt được cái hiệu quả cao nhất có thể. Thì cái bài mồi này nói chung lại là các bạn làm, các bạn rang cho thật là kỹ những cái thành phần nào mà chúng ta rang vàng và những cái thành phần nào mà chúng ta rang cháy và những thành phần nào mà chúng ta rang thơm khác, thì các bạn hãy nên nhớ. Thì trong đây mình sẽ nói sơ qua chi tiết từng loại thành phần cho các bạn làm và đúng cách để các bạn câu cá để đạt hiệu quả cao nhất có thể. Đối với cái gạo nếp này, các bạn rang vàng, vàng cánh gián đó, rang hột vên vàng cánh gián như vậy là ok. Còn đậu phộng, các bạn nên nhớ các bạn rang cháy đen như thế này là ok. Mè cũng vậy, mè của bạn cũng rang cháy đó, rang cháy đen như vậy là ok. Còn bắp bể, các bạn rang bung vỏ ra, rang có hột đen và nâu vàng như vậy nè, các bạn rang nó bung hết cả cái vỏ, nở hoa như vậy nè, đó bung hết cái vỏ như vậy là ok. Còn về cái đậu xanh này các bạn rang vàng cánh gián nó hơi nặng nặng chút, nó hơn cái gạo nếp này là ok đó. Còn đậu phộng này để chúng ta tạo một cái độ hăng để các bạn ưa thích, để các bạn câu cá xong nó đạt được cái hiệu quả cao đó, chỉ nó đơn giản như vậy thôi. Thì các bạn hãy nên nhớ những thành phần này, cái thành phần nào mà rang thơm khét, cái thành phần nào mà rang vàng cánh gián và cái thành phần nào mà rang cháy, nên nhớ nha. Trong đây là có cái đậu phộng với lại mè là rang cháy, cái gạo nếp này là rang vàng cánh gián, còn cái đậu xanh này là rang hơi đen, hơi nâu đen chút đó. Còn cái bắp bể này là rang vàng cánh gián luôn đó, rang cho nó nở hoa ra, nó nở búp hoa ra như vậy là các bạn có thể ăn được rồi nè. Và nên nhớ những thành phần này các bạn đã rang làm và các bạn đã xay nhuyễn nó ra rồi, các bạn có thể ăn được nha các bạn, ăn rất là ngon luôn, mình đã ăn rất là nhiều lần rồi. Cái bài mồi này của mình là nó đạt tiêu chuẩn hợp vệ sinh, thân thiện với môi trường, không chất độc hại và tốt cho sức khỏe. Và mình lỡ mình câu cá nó không ăn thì mình có thể ăn được luôn nha các bạn, ăn rất là ngon là khác kìa đó. Thì ngày hôm nay mình chỉ có cái bao nhiêu đây mình chia sẻ cho các bạn. Còn về cách chọn mồi thì các bạn có thể xem những cái video ở những cái video mình đã đăng trước rồi về hướng dẫn cách làm và chọn cái bài mồi ngũ cốc này để các bạn câu cá trôi, chép, chấm và rô phi, nó đạt được cái hiệu quả cao, câu sông hồ, đập tự nhiên và hồ dịch vụ, nó cho chúng ta được hiệu quả cao nhất có thể nha các bạn. Thôi, cái video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Chúc tất cả các bạn câu được thật nhiều cá từ chính bài mồi này của mình. Và đừng quên like, chia sẻ và đăng ký để nhiều người cùng xem nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.